Xin chào quý anh chị cư dân trong tương lai của The Kala Art of Living. Em là Trần Trân, trưởng phòng kinh doanh của Danh Khôi miền Trung. Chắc hẳn cái tên The Kala này khá mới mẻ với quý anh chị không ạ? Vừa rồi đây thôi, vào ngày 14 tháng 9, chủ đầu tư Amor và tập đoàn Danh Khôi miền Trung đã ký kết hợp tác với dự án The Kala. Và Kala đã khoác lên mình một cái tên mới, đó chính là The Kala Art of Living. Với concept này thì Kala sẽ mang đến một biểu tượng vô cùng mới tại thành phố Quy Nhơn của tỉnh Bình Định và sẽ mang lại sự sung túc, thịnh vượng và sức khỏe cho chính gia chủ sống tại The Kala. Hiện Trân đang đứng tại công trình của dự án The Kala. Có bao giờ quý khách hàng thấy dự án mở bán giai đoạn đầu mà tiến độ xây dựng lên đến hơn 50% chưa ạ? Điều này chứng tỏ chủ đầu tư Amor có tiềm lực tài chính vô cùng mạnh và rất tâm huyết với dự án The Kala, mong muốn trao chìa khóa đến tay khách hàng trong thời gian sớm nhất. The Kala nằm ngay sau lưng Bixi với vị trí vô cùng đắc địa, kế bên là bến xe, bệnh viện Trung ương Quy Hòa và kế bên cả metro nữa. Nằm trên con đường quốc lộ 1D, tuyến giao thông huyết mạch nối từ các tỉnh từ Bắc phía Nam và là nơi tập hợp rất nhiều resort và khu nghỉ dưỡng. Vị trí của The Kala hưởng trọn không khí của sự thịnh vượng và thiên nhiên từ núi Vũng Chua. Với quy mô hơn 3.000m², có 29 tầng nổi và 1 tầng hầm, gồm 454 căn hộ và 13 căn shophouse. Tầng hầm là nơi để xe ô tô, tầng 1 là 13 căn shophouse dùng để kinh doanh, dịch vụ, phục vụ cho cư dân sinh sống tại Kala. Tầng 2 là nơi để xe ô tô, tầng 3 là khu tiện ích chung như gym, khu vui chơi cho bé và yoga trên không. Tầng 4 là hồ bơi tràn bờ và 3 trên không tiêu chuẩn 5 sao. Tại The Kala, các tiện ích nội khu quá đẳng cấp không ạ? Có 3 dạng căn hộ tại The Kala: căn 1 phòng ngủ diện tích 44m², căn 2 phòng ngủ diện tích từ 47 đến 99m², có riêng diện tích sân vườn từ 9m² cho tới 90m². Căn 3 phòng ngủ có diện tích từ 85 cho tới 184m², có riêng diện tích sân vườn từ 74 cho tới 85m². Đây là một điều đặc biệt của The Kala. Tính đến thời điểm hiện tại thì The Kala là căn hộ cao cấp đầu tiên sở hữu sân vườn tại thành phố Quy Nhơn. Quá tuyệt vời phải không ạ? Vào ngày 25 tháng 9 này sẽ là ngày mở bán đầu tiên của The Kala. Quan trọng, ở giai đoạn này, quý anh chị chỉ cần thanh toán 10% giá trị căn hộ, tương đương với số tiền là 170 triệu. Ngân hàng sẽ hỗ trợ cho vay đến 80% và không trả gốc và lãi trong 12 tháng, hoặc cho đến khi nhận nhà. Một chính sách bán hàng quá ư là tuyệt đỉnh và tiến độ thanh toán quá linh hoạt. The Kala hội tụ đầy đủ các yếu tố mà quý khách hàng nên lựa chọn để an cư lập nghiệp. Đầu tiên, đó là vị trí độc tôn. Thứ hai, đó là pháp lý vững mạnh, sổ đỏ lâu dài. Thứ ba, đó là tiện ích nội khu đầy đủ, đẳng cấp. Thứ tư, tiện ích ngoại khu đã hoàn thiện, đầy đủ và chỉ cách vài bước chân. Thứ năm, tiến độ xây dựng thần tốc, cư dân sẽ không lo nhận nhà chậm trễ. Thứ sáu là tiến độ thanh toán vô cùng nhẹ nhàng, linh hoạt và dễ chịu, rất thích hợp cho vợ chồng mới cưới và start up. Quý khách hàng hãy liên hệ ngay với em Trân qua số điện thoại 0989 783029 để chọn ngay căn đẹp nhất của The Kala nhé. Em Trân cảm ơn quý khách hàng đã xem hết clip này. Em Trân xin chào và hẹn gặp lại.